shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Lên trên này luôn nhỉ anh em. Ui, một đứa này. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ui, làm sao vậy? Làm sao vậy bạn ơi? Tính canh mình thì đâu có được hả bạn ơi? Canh mình đâu có dễ như vậy chứ. Mình chơi Kali chạy nhanh quá nên là nó không ăn được mình anh em ạ. Đáng thương thế nhỉ. Rồi mọi người, qua đây. Có người này. Quay lại ngay. Có người các bạn ơi. Lượm thêm một ít máu này. Rồi nhé anh em. Và đây. Ok ngon lành. Có xe nữa à? Wow, để mình xem. Để mình xem nào anh em ơi. Xuống xe. Xuống xe. Đúng rồi. What the hell, xuống xe vẫn tông được hả? Vẫn tông được mình nữa hả? Vãi trưởng thật. Mình tưởng là xe nổ thì không có tông được anh em. Nó vẫn tông được mình luôn. Hên anh em ạ, vẫn đang còn sống. Vẫn đang còn sống nhá. Chưa có đai được nhá. Ok, mình cuốn đầy máu luôn nhá. Gắt thật, xuống dưới coi. Trong này chúng ta lượm thêm tí máu này. 6 tí máu rồi. Hợp lý các bạn ơi. Không loot được thêm đổ chỗ này nữa. Đơn giản là mình đã full ba lô 92% nhá. Đây lượm được thêm một vài cái trang bị này. Qua wow, đổi lỗ súng. Đổi lỗ súng các bạn ơi. Mình thấy cảm ứng nó hơi bị đơ đơ. Là sao nhỉ anh em? Khó hiểu luôn này. Chắc là full ba lô, không loot được thêm đồ nữa. Vâng, đã full 96% ba lô. Mình có 7 túi máu, 8 quả bóng keo luôn. Thì anh em đã thấy là ngầu chưa? Bốn x thì mình có từ lúc nãy rồi cơ. Kiếm xe anh em ạ, kiếm xe để còn đi săn mạng nữa chứ nhỉ. Ok này. Phía dưới này chúng ta sẽ có được những cái gì đây? Thêm tí máu đấy hả? Nhưng mà xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi, đừng có chạy nữa mà. Vẫn chạy cả. Xuống xe em ơi, xuống xe em ơi. Ui, xe đã rất nát rồi nhưng mà nó vẫn cố chạy anh em ơi. Chỉ mấy viên đạn thôi thì xe nó nổ rồi nhưng mà nó chạy nhanh quá nên là thôi. Đây hả? Làm sao vậy? Chạy đâu hả em? Ngon lành, 4 kill rồi. Lượm săn là coi. Ok. Có bóng keo ở đây. Ủa thế xe đâu? À cái thằng chạy xe nó vẫn chạy anh em ạ. Để mình xem một tranh thủ mình xử cái thằng chạy xe luôn anh em ơi. Ok nào. Wow. Chưa thấy người các bạn ạ. Đây vị trí đã bị lộ này. Một đứa ở mãi xa cơ. Mãi cái phía NE. À cái phía căn nhà dưới đồi. Kẹo biết rồi. Ok ok. Kẹo biết được rồi anh em ạ. Chạy qua và xử nó thôi. Đâu rồi em ơi, anh đây nhá. Chú ở dưới định làm cái gì vậy hả? Anh đây đây. Anh xuống anh xử chú luôn cho anh đâu có ngại chú. Nó trên tầng thì phải anh em ơi. Trên tầng thì cứ cho quả lựu cái đã. Ui rồi ôi thằng bé bị hạ vì đủ đạn luôn. Buồn chưa em? Đứng sau ghế thì không chịu đứng. Thế là bị hạ, buồn cho em. Đi thôi mọi người ơi. Năm kill rồi và trong vào đó này đang còn đó là 19 người chơi nữa. Khá là đông các bạn ạ. 19 người chơi thì quá đông rồi.
Xem nào, tranh thủ kiếm thêm mạng nào các bạn ơi. Ở đây thì chúng ta có được một cái nấm đấy, nấm hai củ, ăn luôn. Tranh thủ ăn luôn chứ sao phải ngại. Ủa, giết 5 người mà có 3 mắt xem thôi hả? Chứ là các bạn ấy thì ao hết vài chơi trận mới rồi. Bo đầu tiên vẫn chưa thu sau này. Ok, anh em lên trên này và không có ai nhá. Trên này vắng mà không có ai mà. Một căn nhà trống trơn mà thôi. Qua đây coi nào, xem là người đâu cả rồi nào. Không thể ai ngoài này cả các bạn ơi. Để xem mình lên phía trên này coi. Rồi, cảm ơn Blinjan đã gửi quà tặng nhá. À, đơn giản là đồng đội không có on thì kẹo chơi solo mình vậy. Đồng đội không on mình chơi solo thôi, có sao đâu anh em. Solo cũng tốt thôi mà, đâu sao đâu. Ok, và quan trọng là kẹo lên trên này để kiếm thêm mạng thôi. Người đâu thì không có thấy này. Thế này thì đào đâu ra người ta? Bắn lộn thôi các bạn ạ. Đây, mình đang cố gắng mình chạy linh tinh đây. Ui, bên kia đang vùng đen gờ. Có lẽ là mình nên qua hai cái đảo đấy thì mình sẽ có cơ hội ăn được nhiều mạng hơn. Đứa nào lái xe vậy? Một đứa đang lái xe anh em ơi. Đứa nào lái xe vậy? Xuống xe ơi, xuống xe ơi. Chạy đâu Hải ơi? Mất dấu rồi các bạn ạ. Đang sấy phê mất dấu, nó mất tiêu rồi. À, có ô tô này. Lấy con xe Lamborghini này đuổi theo nó thì dễ dàng thôi. Xe hơi nát xíu nhưng mà ok, chạy được. Đuổi theo nó luôn, thằng nào vừa lái mô tô chạy qua đây vậy? Để xem nào anh em. Qua đây lượng thính thì không phải. Thế nó ở đâu nhỉ các bạn ơi? Nó qua tận khu trung tâm này cơ à? Để mình coi xem là có phải hay không. Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Đổ xe thì các bạn ạ, xe này mới hơn này. Mới cứng 100% luôn. Thế này thì khỏi sợ nổ các bạn ạ. Người đâu cả rồi ta, để mình chuẩn bị mình chạy qua cầu coi nào. Wow, đây các bạn ơi, rẽ qua phía này hợp lý. Nhưng mà người đâu ta? Cái kiểu như này thì đào đâu ra người nhỉ? 13 người chơi nữa, vắng quá, có khi trận này đã ít kill rồi. Học trò ba già xin chào xích kẹo nhé. Ok, chào bạn nha. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ nhá. Và anh em đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream để hỗ cho mình nhá. Đang cố gắng không màu cũng chỉ có được 5 kill thôi. Thì thấy là ở đây có một đứa vừa gọi rôn thính này. À, nó chạy qua này anh em ơi, nó chạy qua nó lượm này. Chạy vào kịp không em? Lên bảng điểm số luôn. Ui dồi ôi, giáp chống nổ các kiểu này khá là ổn anh em ạ. Sorry anh em là mình vừa nhấn lộn xíu thôi. Trận này không hiểu sao nhưng mà khi mà mình nút đồ nó cứ kiểu bị lỗi kiểu gì đấy anh em ạ. Đi thôi anh em, 9 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 10% rồi. Qua thính này coi. Đơn giản là mình có ra rồi nên là mình cũng không có ham thính lắm. Có người này. Có người này các bạn ơi, có người này các bạn ơi. Có người này các bạn ơi. Ui, có người này các bạn ơi. Lên bảng nha bạn ơi. Vừa chạy một con máu thôi. 7 kill, khá là ổn.
để xem là người đâu cả rồi ta. Chưa thấy thêm ai ở đây nữa anh em ơi. Mình tranh thủ mình lượm thêm ít đồ này. Đó cũng như là để coi nào. Lượm thêm túi máu đây. Ok, tập này là ổn rồi. Lên xe thôi anh em ơi. Lên xe chạy cho nó lẹ ấy. Đi thôi anh em. Lên luôn phía 120 này nhé. Rồi. Săn người nào các bạn ơi. Bảy thằng nữa thôi mà. Nói thật với anh em là 7 thằng nữa thì cũng tương đối là căng đấy. Ui phía trên này. Phía trên cho nó vừa hạ nhau xong anh em ơi. Mãi trên này cơ. Mình vòng lại nói thật với anh em là cũng hơi xa nhá. Có người này. Vừa nổ súng ngay chỗ này. Người đâu? Mất dấu rồi hả nhanh vậy. Mình vừa thấy nổ súng ngay chỗ này cơ mà. Chắc là chúng nó trốn vào nhà cả rồi nên thôi. Xử lý mấy thằng trốn nhà thì mình rất là dễ bị đai. Kiểu như là chúng nó thủ nhà gài mìn, rồi là ném liệu, ném bom các kiểu anh em ạ. Nó thật là kẹo cũng hơi sợ. Sợ thật chứ chẳng sợ đùa anh em ơi. 6 thằng nữa. Có người này. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Ok lên bảng. Tính sơi mình nhưng mà đâu có lại. Sơi kẹo không dễ đâu nha. Để mình coi hình như là chỗ này thì anh em ngồi tròi là tuyệt vời nhất nhá. Chỗ này ngồi tròi là tuyệt vời nhất rồi anh em ơi. Khá là ổn luôn này. Lên tròi mà thủ thôi các bạn ơi. Trên này có một đứa này. Trên này có một đứa này. Lên bảng. Ý tưởng lớn gặp nhau hả bạn ơi. Hẳn là ý tưởng lớn gặp nhau và bạn ấy đã bị đai. Bên kia bờ sông có một đứa này. Có một đứa này anh em ơi. Rồi làm sao. Nó vừa bị hạ. Nó vừa bị hạ này. Nó vừa bị hạ này anh em. Pha này hơi ca này nhé. Pha này hơi ca này nhé này. Làm sao bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Ui. Hơi ca anh em ạ. Vỡ đầu. Một thằng cuối nữa. Yes. Kiểu này thì chỉ cần hạ gục thêm một mạng nữa thôi thì mình sẽ có được top 1 ở trong cái vật đồ này. Thấy nó rồi anh em ơi. Thằng bé ngay ở trên này. Thằng bé ngay ở trên thôi mà. Thằng bé ngay ở trên thôi mà. Làm sao phải căng thẳng với nhau bạn ơi. Làm sao phải căng thẳng với nhau bạn ơi. Chạy đâu hả bạn. Chạy đâu hả bạn ơi. Mình đây này, chạy đâu hả bạn ơi. Chạy đâu hả bạn ơi, mình đây này. Mình đây cơ mà. Mình đây cơ mà bạn ơi, chạy đâu. Uầy, chạy đâu hả bạn ơi. Chạy đâu hả bạn ơi, yes. 11 kill top 1. Quẩy nào. Chạy làm sao được hả. Ok, với 19 mắt xem. À đâu, tụt mắt xem rồi nha em ơi. Hết trận các bạn ấy tụt mắt xem rồi. Top 1 11 kill này. Ngon lành cành đào rồi anh em. Ok, khá là đã, như vậy là chuẩn bị lên danh kim cương rồi. Mình đã có được 11 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.